Giá cà phê hôm nay, ngày 28 tháng 8 năm 2023, giá cà phê trong nước bình ổn. Cập nhật giá cà phê hôm nay ngày 28 tháng 8 năm 2023, giá cà phê trực tuyến, giá cà phê Tây Nguyên, cà phê Lâm Đồng, cà phê Con Tum, cà phê Nhân, cà phê Arica hôm nay ngày 28 tháng 8, giá cà phê trong nước ngày 28 tháng 8 năm 2023 bình ổn giá, đạt mức giá trung bình 65.400 đồng mỗi kg. Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Con Tum đứng ở mức giá 65.100 đồng mỗi kg tăng 500 đồng kg so với phiên trước đó. Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê được thu mua với giá cao nhất là 65.800 đồng mỗi kg. Giá cà phê nhân xô, cà phê nhân, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 64.900 đồng mỗi kg. Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay ở huyện Cư Bờ Ga giá cà phê hiện ở mức 65.600 đồng mỗi kg. Còn tại huyện EA Hát Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 64.600 đồng mỗi kg. Giá cà phê thế giới kết thúc phiên giao dịch cuối tuần. Giá cà phê Robusta trên sàn Ice Europe, London kéo dài chuỗi hồi phục liên tiếp. Kỳ hạn giao ngay tháng 11 năm 2023 tăng thêm 31 USD lên 2437 USD mỗi tấn và kỳ hạn giao tháng 1 năm 2024 tăng thêm 24 USD, lên 2.349 USD mỗi tấn, kỳ hạn giao tháng 3 năm 2024 lên mức 2322 USD mỗi tấn, các mức tăng rất đáng kể. Khối lượng giao dịch ở mức trung bình. Trái lại, giá cà phê arabica trên sàn ICE, New York điều chỉnh giảm, kỳ hạn giao ngay tháng 12 giảm 1,15 cent xuống 153,15 cent ba và kỳ hạn giao tháng 3 năm 2024 giảm 1 cent, còn 154,3 cent ba, các mức giảm nhẹ, khối lượng giao dịch dưới mức trung bình. Giá cà phê Arabica điều chỉnh giảm do nguồn cung dồi dào từ Brazil hiện đang thu hoạch vụ mùa mới của năm được mùa theo chu kỳ 2 năm 1 với dự báo sản lượng gần 50 triệu bao và sức bán hàng vụ mới vẫn đang mạnh mẽ nhờ tỷ giá đồng re ai suy yếu trở lại, trái lại. Giá cà phê Robusta tăng liên tiếp khi tồn kho ice tiếp tục giảm sâu mà không ghi nhận có sự bổ sung nào từ các nhà sản xuất chính do họ thấy bán hàng trực tiếp không qua sàn sẽ giảm thiểu nhiều chi phí gián tiếp cho các bên. Trong bối cảnh nguồn cung Robusta toàn cầu đang bị thiếu hụt trong thời điểm hiện tại, số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam cao kỷ lục trong tháng 7 năm 2023, đạt mức 2.828 USD mỗi tấn. Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 7 đạt 108.870 tấn, với trị giá 37,86 triệu USD giảm 22,6% về lượng và giảm 18,4% về trị giá so với tháng 6 năm 2023, so với cùng kỳ năm 2022 giảm 7,6% về lượng nhưng tăng 14,1% về trị giá, tính chung trong 7 tháng đầu năm 2023 lượng cà phê xuất khẩu đạt 1,10 triệu tấn, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm 2022, trị giá đạt 2,7 tỷ USD tăng 3,7%. Tháng 7 năm 2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ghi nhận mức cao kỷ lục 2.828 USD mỗi tấn tăng 5,4% so với tháng 6 năm 2023 và tăng 23,4% so với tháng 7 năm 2022. Giá tiêu hôm nay ngày 28 tháng 8, chạm mốc 72.000 đồng mỗi kg, cao su tụ bông tăng hơn 2%. Giá tiêu hôm nay, ngày 28 tháng 8 đồng loạt tăng tại thị trường trong nước. Theo đó, Bà Rịa Vũng Tàu đang là địa phương có mức giá cao nhất với 72.000 đồng mỗi kg. Trong phiên sáng nay, giá cao su kỳ hạn trên sàn giao dịch tô công được điều chỉnh tăng với biên độ hơn 2%, giá tiêu trong nước. Theo khảo sát, giá tiêu dao động trong khoảng 68.500 đến 72.000 đồng mỗi kg sau khi tăng nhẹ tại thị trường nội địa. Trong đó, mức giá thấp nhất được ghi nhận hiện là 68.500 đồng mỗi kg tại tỉnh Gia Lai, cao hơn một chút là Đồng Nai với mức giá 69.500 đồng mỗi kg, cùng tăng 500 đồng kg. Hồ tiêu tại hai tỉnh Đắk Lắng và Đắng Nông đang được thu mua với mức giá chung là 70.000 đồng mỗi kg, tăng 1.000 đồng mỗi kg. Tương tự, giá tiêu hôm nay tại Bình Phước và Bà Rịa, Vũng Tàu cùng tăng 500 đồng mỗi kg, lần lượt lên mức 71.000 đồng mỗi kg và 72.000 đồng mỗi kg. Giá tiêu thế giới, theo cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế IBC ngày 25 tháng 8, theo giờ địa phương, giá tiêu thế giới so với ngày 24 tháng 8 như sau: tiêu đen làm vùng Indonesia ở mức 4.258 USD mỗi tấn, giảm 0,31% tiêu đen Brazil Asta 570, ở mức 2.950 USD mỗi tấn, không đổi, tiêu đen chinh, Malaysia Asta, ở mức 4.900 USD mỗi tấn, không đổi, tiêu trắng nguồn to, ở mức 6.631 USD mỗi tấn, giảm 0,29%, tiêu trắng Malaysia Asta, ở mức 7.300 USD mỗi tấn không đổi tình trạng thiếu mưa đang ảnh hưởng đến sản lượng hồ tiêu và khiến cho những nông dân trồng tiêu ở quận Iyuki, bang Kerala, Ấn Độ phải đứng trước viễn cảnh thua lỗ nặng nề trong năm nay. Theo ông Hajimon, một nông dân ở thôn Kanchisa, thuộc quận Iyuki của bang Kerala, Ấn Độ, do chế độ mưa thay đổi trong vài năm qua, sản lượng hạt tiêu trên trang trại rộng khoảng 20 m2 của tôi đã giảm đi mùng 1 tháng 3 với chi phí lao động, giá phân bón và thuốc trừ sâu tăng gấp đôi trong 5 năm qua, sản lượng thu hoạch thấp khiến việc trồng tiêu không mang lại lợi nhuận. Ngoài ra, theo những người nông dân ở các khu vực khác trong quận Iyuki như Cát Táp Bana, Nghe Ajimari, Charuk Honey và Top Ramji, việc nhập khẩu hạt tiêu từ Thái Lan và bạch đậu khấu từ Guatemala và Brazil đã khiến cho giá của các loại gia vị này giảm mạnh tại thị trường Kerala ông bà mà đưa tin.